1 hour later. Thousand years later. Mấy ta, dạy đi ta được chim không? Đi.
No. Đây mình sẽ phải chôn thằng máu đệ một quả nhớ đời nữa. Tất quả nó là trứng gà này của nó sẽ chết với mình rồi. Đố mọi người biết đây là cái gì. Hôm đây là nói chung là mình sẽ chôn lại nó. Mọi người biết gọi là chôn kiểu gì không? Hôm nay sẽ cho nó gọi là mỏi tay thôi. À được, giữ lại một quả để cho nó đây lại. Quả nào đây nhìn thấy cho đây.
mày ơi, thầm đấy, dám chôn mình suốt ngày à? Phải thật cẩn thận, không là hỏng hết bánh kẹo. À từ từ, gọi điện cho nó trước. Alo, nó đây à? Xuống đây có trò hay lắm này. Có tiền, nhanh lên. Có tiền. Ok, nhanh lên nhá. Mời
lại hay suy nghĩ là một đống cả kết đang ở trên đầu mày, mà mày mà làm rơi phát là chết hết cả. Đấy, phải suy nghĩ một điều như thế. Động lực có đúng rồi chứ. Cố lên. Dám rồi. Chịu em phải cho lên cái này xuống thì em chốt của nhà anh. Hả? Mày ca. Ôi kìa, gần rơi rồi. Thank you.
vụ hôm trước không? Chơi game ấy hả? Chơi không? Thì tao mày lại cho tao uống cái nước gì lại giống như lần trước gì? Chờ à? Cho anh nữa năm chục. Không, chơi gì? Chơi như này nhá. Bây giờ mày em dùng cái nước này dán lên đầu anh. Rồi, sau anh vỗ, vỗ được trong gãy này. Rồi chơi được thì đấy chú. Vô đây á? Ừ, chơi vào đây thì em cho anh năm chục. Năm chục gì? Ok. Đấy, gần chính như này, chưa thử lại bao nhiêu nữa. Lại gì? Ok. 50 gì? Đấy, dạ. Đấy, như thế là gần được rồi đấy. Để chơi nhá. Chơi 50 gì? Ok. Để chuẩn bị sẵn tiền đi. Rồi. Chiêu đi tiền nhỉ. Hôm nay vừa chú gà. Vâng, vào đây là được cái gì? Sổ đơn giản, cho mày lại mất tiền rồi. Vào đây thôi gì? Đây. Vào đâu lại em phải chắc chắc cho mày này. Chứ được à? Có mạnh vào. Mày cần em hộ không? Headshot. What the hell? Khí và đan điền.
Mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm, thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với công ty trà Việt Anh, Tinh Hoa Trà Việt, để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? Sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. Đây, như Mao Đệ hay thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn nhá, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. Bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30. Thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tàn cái mút đi. Mà làm bánh với cả làm chặn chặn đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok đấy. Đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh Matcha Tamao TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là đó là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, mình cho làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Là mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đây nhá. Cho mọi người xem lại một lần nhé. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh Matcha Tamao TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé. Và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tamao TV, page Tamao TV Tích Xanh nha mọi người nhé. Mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình, like, chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này. Chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là lần một có chưa có một làn da ưng ý thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.